Và đó, vừa rồi anh em vừa mới xem một cái màn mở hộp nó khá là đặc biệt. Và thôi thì mình cũng không giấu tên sản phẩm này nữa. Đây là chiếc Mavic 2 phiên bản Enterprise Dual, tức là sẽ có hai camera. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau xem ở trong hộp của cái chiếc Mavic này có những cái gì nhá. Đầu tiên thì cái điểm mà mình cũng như là các bạn ấn tượng nhất đó vẫn là cái phần hộp của cái chiếc Mavic 2 này. Mình chưa bao giờ thấy một hộp của cái chiếc Flycam nhỏ nào ấy mà lại to như này. Ở bên ngoài rất là dày dặn chắc chắn này. Đó, ở bên trong anh em còn một cái phần chống sốc nó cũng rất là dày nữa. Thì đây là cái điểm mà mình thấy rằng là ấn tượng nhất so với cái chiếc Mavic bình thường của chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau xem ở phía bên trong này nó có những cái gì nhá. Tất nhiên là mình sẽ không đi cho anh em cái phần nhân vật chính trước mà mình sẽ đi từ ngoài lề vào. Đầu tiên này thì chúng ta sẽ có được một cái phần điều khiển của nó nhá. Với cái chiếc điều khiển này thì mình thấy rằng là nó giống so với điều khiển của những cái chiếc Mavic đời cũ hơn là những cái chiếc Mavic mới bây giờ. Đó, thì anh em cũng có thể là nhận biết, nếu anh em nào mà chơi Mavic lâu rồi thì anh em cũng biết là điều khiển này thì nó nhỏ và mình thấy rằng là mình cũng không thích cái thiết kế này lắm. Mình thích cái thiết kế đời mới thôi. Rồi, đó điều khiển này. Ở đây thì sẽ có một cái hộp nó ghi là Mavic 2 Cable Box. Thì có lẽ nó sẽ là một cái hộp cổng chuyển thôi, không có gì cả. Mình sẽ đặt đây. Ở đây thì có một cái phần lồi lên này. Uầy, trông nó khá dày anh em ạ, để xem trong là gì nhá. Uầy, nó là một tập sách hướng dẫn. Và như mình đã nói đấy, thì đây là một chiếc Flycam. Và mình cũng khuyên anh em là tất cả anh em mà chơi Flycam hay là mua Flycam mới về ấy, thì nên đọc cái tập sách hướng dẫn này. Anh em đọc qua cũng được nhưng mà mình nghĩ là nên đọc, bởi vì là Flycam thì nó khá là khó sử dụng và nó có nhiều cái tính năng đặc biệt đấy. Thì mình nghĩ rằng là anh em nên đọc cái tập sách hướng dẫn này nhá. Rồi, và tiếp đến sẽ là cái phần sạc này. Thì đấy anh em thấy này, cái phần sạc của cái chiếc Mavic 2 Enterprise ấy, nó cũng khác so với sạc của chiếc Mavic 2 thông thường. Nó to hơn rất là nhiều so với, nếu mà anh em so với cái sạc của một chiếc Mavic thông thường ấy, cái sạc rất là to này. Và cái cục nguồn của nó thì cũng rất là to đó. Đó. Và với cái củ sạc này thì theo như mình đang đọc ở đây ấy, thì nếu như mà anh em sạc với cái cáp sạc điện của nó là cáp này này, thì nó sẽ có công suất là 60W. Còn nếu như mà anh em sạc bằng cổng sạc là USB hoặc là micro USB thì chúng ta chỉ có công suất là 10W mà thôi. Đó. Đây là một công suất rất là lớn dành cho một chiếc Flycam. Tiếp theo đó thì đây sẽ là phần gì nào. Rồi, và chúng ta sẽ có ba cái bộ cánh ở đây. Thì một chiếc Flycam nó sẽ có 4 cái cánh. Thế nhưng mà anh em chỉ thừa được một bộ thôi, tức là thừa được một đôi cánh mà thôi. Đó. Ở phía bên này thì nó là một cái phụ kiện nó nhỏ thôi, nghĩa là mình sẽ không quan tâm phần này lắm. Rồi. Và nếu như mà thông thường ấy, ở cái phiên bản Enterprise này ấy, thì anh em sẽ có thêm ba cái phụ kiện chính. Đó là ba cái phụ kiện mà nó thể hiện và đặc trưng của một chiếc Enterprise của Mavic. Đầu tiên thì nó là một cái beacon, tức là một cái đèn nó giống như là đèn của ngọn hải đăng vậy. Tức là khi mà anh em bay ấy, thì cái đèn nó sẽ nhấp nháy để chúng ta có thể là nhận diện được cái Flycam đó. Cái thiết bị thứ hai đó là một cái speaker, tức là một cái để anh em có thể là truyền âm thanh từ điện thoại chúng ta ra cái âm thanh loa đó. Nó giống như một cái loa thu nhỏ vậy. Và cái thiết bị cuối cùng ở trong cái bộ này đó chính là một cái spotlight, tức là một cái đèn để chúng ta có thể là khi mà bay buổi tối ấy, thì các bạn cái spotlight đó nó có thể là tìm ra những cái người bị thất lạc hay là tìm đồ vật gì đó. Nhưng mà với cái phiên bản này của mình thì đây là một cái bản do khách đặt, thế nên là mình không có ba cái phụ kiện đó để mà có thể là review cho anh em. Và bây giờ thì không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ đến với phần nhân vật chính của chúng ta. Đó chính là chiếc Mavic 2 Enterprise Dual. Đó, thì đầu tiên ấy, cái cảm nhận ban đầu của mình đó chính là nó rất nặng. Theo như thông số mà mình tìm hiểu được đến từ DJI thì nó sẽ có cân nặng đâu đó khoảng là gần 1 cân. Và nếu như mà anh em nào đã từng chơi con Mavic 2 hoặc là Mavic 2 Pro thì anh em có thể thấy rằng là cái thiết kế của nó gần như là không khác gì những cái chiếc Mavic 2 là Mavic 2 Pro cả. Thế nhưng mà cái điểm khác biệt đầu tiên ở trên một cái chiếc Mavic 2 mà phiên bản Enterprise Dual thì như mình đã nói ở đầu video là nó sẽ có trang bị thêm cho mình, đó là ba cái phụ kiện để mà chúng ta có thể là thể hiện cho cái phiên bản Enterprise Dual này. Thế cho nên là cái phần motor của nó ấy, nó sẽ rất là khỏe. Và anh em nhìn ở cái phần ngang ngang của nó này, cái phần trục của nó ấy, thì nó sẽ có một cảnh báo, đấy chính là hot motor, tức là cái motor này chạy rất nóng, bởi vì là nó phải có một cái công suất lớn thì nó mới có thể tải được nhiều đồ ở trên đây. Đó. Và để mà có thể tải được nhiều đồ ấy thì ở trên cái phiên bản Enterprise Dual này nó đã có thêm được một cái cổng để anh em có thể là kết nối ba cái phụ kiện mà mình vừa mới kể trên cho anh em. Và cái cổng ở phía bên trong này ấy thì nó sẽ là cổng USB cho anh em để anh em có thể là kết nối với ba cái phụ kiện mình vừa mới kể cho anh em ấy. Đó. Thì về phần thiết kế như mình đã nói ở đầu video là nó không khác gì mấy. Thế nhưng một cái điểm đặc biệt, bởi vì là mình đang có phiên bản là Enterprise Dual, tức là sẽ có hai camera. Bây giờ thì mình sẽ mở phần camera cho anh xem này. Đó, mình vẫn đang để ở trong cái phần lót này. Đó, thì khác với một chiếc Mavic 2 thông thường là nó chỉ có một cái cam zoom ở đây thôi. Thì ở trên cái phiên bản của mình nó sẽ có hai cam.
Một là cặm zoom thông thường này, và hai sẽ là một cái cảm biến nhiệt. Tức là khi mà anh em bay ở trên cao ấy, thì bởi vì nó là một cái phiên bản dành cho doanh nghiệp, thế cho nên là khi mà chúng ta bay ở trên cao và có thêm cái cảm biến nhiệt này, thì các bạn có thể là nhìn được trong hình ảnh của chúng ta cái phần nào đang có nhiệt độ cao, hoặc là có thể là phát hiện ra người. Thì đây là một cái cải tiến rất là lớn ở trên cái phiên bản Dua này, và nó sẽ giúp cho người dùng rất nhiều trong cái công cuộc là phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm và cứu nạn cứu hộ ấy. Đó, thì đây là cái tác dụng chính của cái cảm biến nhiệt này. Còn để mình xem nào, có điểm gì khác so với chiếc Mavic 2 thông thường không nhỉ? À đây rồi, nếu như mà anh em chơi Mavic 2 thông thường ấy, thì chúng ta để ý rằng là nó sẽ có khá nhiều cảm biến đúng không nào. Nhưng mà ở trên cái chiếc này ấy, chúng ta sẽ có thêm cho mình đó là một cái cảm biến ở phía bên trên này, và cảm biến ở phía hai bên. Đó, thì đây là một cái điểm khác biệt so với Mavic 2 thông thường. Thế nhưng mà chưa hết, ở trên một cái phiên bản Enterprise Dua thì tại sao nó lại đắt tiền hơn những cái phiên bản Mavic 2 thông thường? Cái điểm đầu tiên mà nó khác biệt so với một chiếc Mavic 2 đó chính là nó không sử dụng thẻ nhớ rời, mà nó sẽ có một cái card onboard với dung lượng là khoảng 24GB. Đó, thì anh em có thể lưu trữ được khá là nhiều. Và bởi vì là một cái phiên bản mà dành cho doanh nghiệp, thế cho nên là nó sẽ có tính bảo mật khá cao. Bởi vì là khi mà anh em active nó lên ấy, thì chúng ta sẽ cần một cái mật khẩu. Thế cho nên là trong cái trường hợp mà chúng ta bị rơi này, hay là chúng ta bị mất cái flycam này, thì anh em cũng sẽ không cần phải quan tâm về cái việc là cái dữ liệu của chúng ta quay nó có bị mất hay không. Bởi vì là khi mà vào cái chiếc flycam này ấy, chúng ta cần phải có một cái mật khẩu nữa. Đó, thì nó rất là bảo mật cho anh em. Và tiếp theo đó thì như DJI công bố ấy, thì cái viên pin của cái chiếc flycam này nó cũng sẽ có một vài cái điểm khác nữa. Đó chính là nó sẽ có cái khả năng là tự làm ấm ở trong cái thời tiết là khoảng 0 độ. Như vậy là ở trên cái chiếc flycam này nó sẽ chịu được ở trong cái thời tiết bay nó rất là khắc nghiệt. 0 độ thì chúng ta có thể là tự làm nóng pin. Đây là một cái điểm rất hay ở trên cái chiếc Mavic 2 phiên bản là Enterprise Dua này. Đó. Về thông số của camera thì cảm biến sẽ là cảm biến CMOS 1:2.3 inch, và sẽ có độ phân giải là 12 megapixel. Ống kính sẽ là 24mm, và khẩu độ thì sẽ là f2.8. Còn về cảm biến nhiệt thì DJI đã đặt làm riêng từ một công ty nghiên cứu và phát triển về các sản phẩm camera nhiệt hàng đầu thế giới. Ok, vậy là vừa rồi chúng ta cùng nhau mở hộp chiếc Mavic 2 phiên bản là Enterprise Dua. Thì đây là một cái phiên bản rất đặc biệt, mình nói luôn là nó sẽ không dành cho người thường. Lý do là vì sao? Đầu tiên là giá của cái chiếc Mavic 2 phiên bản là Enterprise Dua này nó rất là đắt. Cái thứ hai nữa, nó là một phiên bản dành riêng cho doanh nghiệp và dành cho quân đội. Thế cho nên là anh em cũng khó để có thể là sở hữu được. Và thêm vào đó nữa thì với cái cân nặng là khoảng gần 1 cân, thì khi mà anh em bay ấy, anh em sẽ phải có giấy tờ đàng hoàng, chứ không thể nào mà bay như những cái chiếc flycam mini dưới 250g được. Thế cho nên là phiên bản này là một phiên bản vô cùng đặc biệt. Và nếu như em thấy thích cái video này thì đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera nhé. Chào anh em.